Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay chiếc Boeing 787 thứ hai của hãng Bamboo Airways. Chiếc máy bay mang số đăng bạ VNA818 và có tên là Bãi biển Sầm Sơn. Đây sẽ là lần đầu tiên mình quay chiếc máy bay này kể từ khi nó gỡ bỏ logo của tập đoàn FLC. Bây giờ mình sẽ zoom cận cảnh phần đầu máy bay để chúng ta có thể nhìn rõ phần logo đã được gỡ bỏ. Logo của tập đoàn FLC trước đây nằm ở phía bên trên tên của chiếc máy bay này là Bãi biển Sầm Sơn và ở phía bên dưới cả Việt Nam. Chiếc VNA818 đã hạ cánh xuống đường băng 11 trái, sân bay quốc tế Nội Bài. Và đây là thời điểm trước khi chiếc 818 gỡ bỏ logo của tập đoàn FLC. Còn đây là lúc chiếc 818 tiến ra đường băng cất cánh của sân bay Nội Bài. Lúc này chúng ta có thể nhìn cận cảnh vị trí logo đã được bóc gỡ. Còn đây là lúc chiếc 818 tiến ra đường băng cất cánh khi vẫn còn logo FLC Group. Mình tò mò không biết vị trí này sau này sẽ dán logo của tập đoàn nào. Bạn nào biết xin comment ý kiến ở bên dưới nhé.
Đây là pha chạy đà cất cánh của chiếc 818. Đã thấy chiếc 787 thứ hai của hãng Bamboo bay lên bầu trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.